khi mà nó tới á thì không có ô giống đi ra ngoài, có nghĩa là ở trong cái cabin hết. Bởi vì sao? Đồ nó to rất là nhiều, búa là rìu với đá là nó to rất là nhiều, cho nên là không có giống đi ra ngoài, thì chỉ hé hé coi thôi. Rồi sau này nó tông rồi, là cái chiếc mà tông rồi á là nó chạy thẳng về luôn. Còn chiếc tàu là ở theo dưới có chìm hay không, nó theo nó dưới một miếng tới tối ra. Thấy mình đi chạy vào mà đi chọt 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 vào, đi nhỏ nhỏ đi vào, nó vẫn đi theo miếng, đi ra khỏi biên nữa. Chính vì vậy mà ngư dân của tôi là họ xác định khi họ vươn khơi bám biển ra hai ngư trường truyền thống, dù có bị thiên tai nhân tai hoặc bị tàu lạ cướp đi tính mạng và tài sản, thì họ cũng quyết tâm sống không thể thiếu Hoàng Sa, vì nơi đó có một phần xương máu của cha ông và đồng đội, và trong đó có những người con của đất Việt, họ đã ra đi bảo vệ chủ quyền. Angkat marah ya aku menang bumelek don. Kasi yang hirap nang don. Wala ka nang ang income men. Mapapasubo ka pa sa ano. Sa ganong sitwasyon, eh paano na lang kaya kung binangga kami? Ikahoy lang yung bangka namin samantalang bakal yung sa kanila. Anong laban namin doon? Wala.